Nghe tin cháu ruột bị bắt cóc, cậu ruột vượt hàng ngàn cây số tìm đến và đặc biệt tiết lộ một câu chuyện động trời. Đó là những người bắt cóc đã liên hệ với cậu và đòi tiền chuộc với số tiền khủng khiếp. Và câu chuyện như thế nào? Xin mời hãy xem hết video để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện. Xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ là kênh Em Tí có bán hai loại sản phẩm, đó là nước cốt nhau chị đau nhất nhất mỏi. Cái này là quý vị sử dụng, đó là một ngày 3 lần, một lần một ly uống rượu quý vị ha. Và ở bên tay trái của Em Tí đó là mật ong rừng Sơn La nguyên chất 100%. Thì một chai này thì Em Tí bán là 1 triệu một lít quý vị ha. Thì Em Tí sẽ bao hết tất cả hai cái sản phẩm này. Thì quý vị có mua hàng ủng hộ Em Tí thì quý vị hãy gọi điện ở bên số điện thoại góc trái màn hình. Em Tí cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ. Xin cảm ơn. Kìa cậu, qua cậu bảo anh không? Dạ đúng rồi. Cậu bảo anh hay sao á? Em chào anh ha. Dạ em chào anh. Chào mấy anh. Dạ. Ôi ơi, anh điện chịu giờ luôn rồi, lên tối vậy ha anh? Giờ mới lên tới luôn á. Anh nghe cuộc điện thoại mấy anh là chạy lên liền. Rồi với lại là anh khi mà anh nghe được tụi em thông báo là bé anh nó mất tích á, thì thôi bây giờ anh em mình vô trong nhà đi. Đi, đi. Rồi mình nói chuyện ha. Nói chuyện. Trời ơi. Rất là tội nghiệp cho cậu anh mới lên cái gì đây. Mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu quý vị khán giả trước màn hình đây. Thì đây là anh, là cậu của Bảo Anh đúng không ạ? Cậu của Bảo Anh. Thì anh có thể giới thiệu tên và tuổi của mình, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tuổi và mình ở đâu được không anh? Mình ở miền Tây mới lên. Dạ. Năm nay 45 tuổi. Rồi hiện tại anh tên gì ạ? Tên Hải. Anh Hải ha. Thì anh Hải, anh có thể giới thiệu, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là anh có cái thông tin và cũng như là xem được clip của nhóm anh em tụi em chia sẻ là được bao lâu rồi anh? Được mới ngày hôm qua. Là anh mới coi, là mới coi là anh có điện cho em đó đúng không ạ? Có. Dạ. Thì khi mà từ trước tới giờ là tụi em gặp Bảo Anh rồi chia sẻ thì cũng được gần nửa tháng rồi, và ngày hôm nay thì tụi em cũng trực tiếp gặp bạn như là cậu của Bảo Anh, là anh đây. Thì anh Hải có thể chia sẻ cho tụi em biết được là trong những cái video clip đó thì anh có coi hết những cái video mà về Bảo Anh chia sẻ về người mợ chưa ạ? Có. Dạ. Về vấn đề thì nói chung ra thì tôi đi làm đó, là vợ tôi với cháu đó. Dạ. Rồi bạo lực đó, rồi thành ra tôi bức xúc quá, mấy anh điện tôi lên. Dạ. Rồi tôi nói về vấn đề Bảo Anh vậy đó. Ý là anh có trong cái quá trình mà vợ anh ngược đãi Bảo Anh, rồi nói là bắt Bảo Anh để đi gả cho nước ngoài đó, thì lúc trong cái thời gian đó thì anh có biết không? Lúc đó không biết. Là anh không biết. Vì trong thời gian đó thì anh làm công việc gì, hay là anh có thường xuyên ở nhà hay không? Thì tôi đi cũng làm, đi làm suốt à. Dạ. Không có ở nhà. Dạ. Trời ơi. Nên là anh cũng mới coi được cái thông tin của vợ mình với lại và Bảo Anh chia sẻ về vợ mình là gần đây thôi ha. Gần đây à. Dạ. Thì ngày hôm nay thì giống như là trước khi ngày hôm qua em có gọi điện thoại cho anh lúc nói chuyện á, em có trao đổi là bé Bảo Anh đang bị một nhóm đối tượng là đó bắt, mất tích rồi. Thì cũng có gọi báo cho, thông báo cho anh rồi đó. Và cũng như tụi em thì cũng có họ báo với mình lực lượng hỗ trợ rồi. Nên thành ra thì ngày hôm nay, tối ngày hôm nay anh lên tới đây thì tụi em cũng muốn là chia sẻ cái đoạn clip này ha anh ha. Dạ thì anh có cái là gì để mà chia sẻ trong cái quá trình mà Bảo Anh nó tâm sự, nó kiểu như là bỏ nhà đi, nói về vấn đề là người vợ của anh là mợ ngược đãi không anh? Đúng rồi, bởi tôi đi làm suốt, hai mợ cháu nó ở nhà đó ngược đãi tôi nhỏ, rồi tôi nghe tôi cũng bức sức. Dạ. Gợi ý là trong khi mà anh nghe được vậy thì anh có nói chuyện với vợ anh chưa hay là như thế nào? Thì đó thì cũng cũng nói vậy mà vợ thấy
làm cho cháu mình đó, nó vậy đó, mình bức xúc quá rồi mình mấy mà nên coi sao. Dạ. Và thì khi mà từ dưới quê mà anh sắp xếp anh lên trên chỗ tụi em á, thì giống như hồi nãy anh mới vô gặp em thì anh có nói là cái vấn đề là cuộc gọi như thế nào đó, anh có thể chia sẻ rõ hơn cho tụi em biết được không ạ? Bây giờ mình coi cái đoạn clip này, mấy anh điện tôi chạy gấp rút lên á. Dạ. Rồi tôi mới ấy về vấn đề hỏi gì đó thì mấy anh nói sao tôi trả lời cái gì. Dạ. Thì ý là hồi nãy anh có nói là lúc trên đường mà anh gần tới đây á, thì tụi em ra đón anh á, thì anh nói là nhận được cuộc gọi điện thoại bên của người giữ bảo anh. À, thì anh Hải, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cái đoạn ghi điện thoại mà lúc trên xe mà anh nhận được và mới nãy mà tụi em rước anh, thì anh có thể chia sẻ cho tụi em biết được cụ thể cái nội dung đó như thế nào không ạ? Bây giờ về đây rồi, con bảo anh á, nó bây giờ có người bắt cóc á, bây giờ mình gấp rút lên đây, mình nó đòi một khoản cái số tiền đó để chuộc con bảo anh. Trời ơi, ý là trong cái cuộc điện thoại đó là người ta nói là đòi tiền chuộc hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, là tầm khoảng bao nhiêu tiền đâu anh? Rồi người ta bắt mình chuẩn bị đâu bao nhiêu tiền? Thì một số tiền nào đó thì nó bây giờ nó có tới cái đầu tới 200 triệu lận. À, trời ơi. 200 triệu như vậy là mình cũng đâu có thể nào mà chuẩn bị được lập tức. Vậy đây bây giờ mình thì nhà mình cũng phải có điều kiện, mình phải chuộc cháu mình về chứ. Dạ. Là ý là bây giờ là người ta hẹn mình hay là có địa chỉ hay là thông tin gì của cái bên đó không? Bây giờ người ta cũng không có nữa. À. Trong cuộc gọi đó cụ thể nó nói như thế nào anh có thể là chia sẻ cho em biết được không anh? Thì giờ nói bây giờ cứ tới đó lo một khoản tiền cho nó vậy đó. Ừ. Nó chỉ kêu mình là chuẩn bị tiền chứ đúng nó rồi. Không có báo cho mình là thời gian địa điểm ở đâu hết. Nó vậy á. Chắc có thể là nó giống như là nó báo cho mình để chuẩn bị rồi xong rồi sau đó nó sẽ báo địa chỉ sau hay sao ấy. Đúng rồi, nó cho mình chuẩn bị trước một khoản tiền đó. Nhưng mà trong cái cuộc gọi đó là lúc mà anh đang trên đường đây là nó điện cho anh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè em nói với anh giờ về đang bình tĩnh và cái số điện thoại hồi nãy mà bên đó nó có gọi cho mình đó, thì bây giờ mình gọi lên cho nó được không? Bây giờ gọi cũng không được nữa. Bây giờ có thể là bây giờ là mình sẽ cung cấp cái số điện thoại đó cho bên lực lượng chức năng đi để người ta còn tìm cách phối hợp với mình giúp đỡ cho mình, chứ bây giờ em nghĩ á là bây giờ mình có tiền mình đem lại nó như mình chuộc cho nó chưa chắc gì nữa đã trả giao bảo anh về cho mình đâu. Thì bây giờ nói chung ra thì cái số tiền đó thì nó đòi cỡ khoảng đó, thì bây giờ nếu mà mình cũng coi như là mình cũng theo anh để mình cũng hỗ trợ anh, chứ để nhầm khi mà anh như vậy đó thì cũng thấy cũng khó, tại vì lý do không cầm một số tiền lớn mà anh em mình không hỗ trợ gì đó thì nhầm khi đó là đôi lúc á là nó sẽ lấy số tiền nó không trả người, cũng cái đó là cũng cái thi vụ xảy ra đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Đúng rồi. Với lại thì vừa qua thì có rất là nhiều quý vị khán giả và bình luận, những cái bình luận đó là nói anh em mình là tại bảo anh mà bị mất tích là lại do anh em mình. Thật ra với quý vị gì nè, là khi mà anh em mình là không lường trước được câu chuyện, không nghĩ trước là bảo anh sẽ bị bắt cóc, mà chỉ cứ biết là bảo anh đi vô trong cái ngôi nhà hoang đó làm gì. Và có rất là nhiều cô chú anh chị bình luận thì bảo anh đang bị vấn đề về tâm linh và về cái vấn đề gì xong nó liên quan đến cái ngôi nhà quan đó, nên anh em cũng muốn đi tiếp cận để theo dõi bảo anh thôi. Nhưng mà trong ngày hôm đó, đêm đó thì bữa đó thì mưa rất là lớn và cũng như là phát hiện hai cái người đàn ông đó không biết là xem trên những video clip của mình rồi tiếp cận hay như thế nào, nên chính vì vậy thì anh em lúc đó trở tay không kịp, chứ không phải là do anh em mình là không phải báo cho chính quyền địa phương hay là anh em mình cứ quay clip nhưng mà để cho bảo anh xảy ra cái ngày hôm nay quý vị đó, nên cũng rất là mong quý vị khán giả hiểu cho anh em mình. Anh cho mình hỏi cái như là lúc nhỏ đó bảo anh ở dưới nhà đó, như là bảo anh có biểu hiện cái chứng bệnh gì không anh? Nó cũng không không bình thường lắm.
Nhưng là tại vì nói chung như thì Bảo Anh nó thì từ tuổi nó thì nó cũng có học thức á, nên là thấy như là hồi nhỏ là như là cũng là cũng có mang chứng bệnh trong người hay sao anh? Đúng rồi. Rồi như là tụi em muốn hỏi lại là như là mẹ Bảo Anh là đi nước ngoài lâu chưa? Nó đi cũng lâu à. Rồi ấy là anh đi từ dưới miền Tây anh đi lên thì bây giờ là lên là mới tới đây là kêu tụi em rước luôn đó ha. Đúng rồi. Hôm nay anh cho tôi hỏi như là Bảo Anh đó là lúc ra nó đi á là nó cầm số tiền là 300 triệu đó có thật không anh? Thì mẹ nó cho tiền một cái khoản tiền học hành á, nó dành dụm mà tới cái khoản tiền 300 mấy triệu đó thì nó có thật. Như là nó ôm đi đó là lúc đó là anh biết không anh? Lúc đó tôi cũng biết nữa mà nó có một bạn trai. Nó ôm trong cái khoản tiền 300 triệu đó là nó ôm đi luôn. Rồi như là có khi nào mà Bảo Anh dắt cái người bạn trai đó về ra mắt anh không? Có ra mắt mà tôi không chịu, thầu xây dựng tôi không chịu. Thì như là trong cái lúc đó thì như là tụi em thì cũng hỏi bé cũng nói như gì, bé nói là bây giờ thì cũng có một cái số tiền đó là mẹ gửi về để dành dụm là cho nó ăn học á, mà cuối cùng thì người bạn trai đó làm thầu xây dựng đó thì nghe nói là cái số tiền đó là tới là đưa cho hết cái người bạn trai luôn. Còn cái thứ hai nữa thì tôi chắc có thể là anh không biết, để tôi đây là tôi nói cho anh biết luôn, thì con Bảo Anh đó là như là có ở người bạn trai đó có một đứa con mà đi phá, thì cái thông tin này là chắc có thể là anh không nắm được đâu đúng không? Không, nó đi nó bỏ nhà đi luôn. Thì sao cái lúc đó là anh không đi tìm mà tìm nó? Bởi nó đi đâu có biết đâu, rồi mấy coi mấy YouTube mấy anh đó, rồi mấy anh điện gấp rút chạy lên nè. Cũng nhờ mấy anh đó. Còn như giờ còn về bên cái phần mẹ Bảo Anh đó thì cũng có liên hệ với bên tụi tôi là nói là bây giờ cũng tranh thủ làm giấy tờ để về nước để làm giấy tờ để đưa Bảo Anh qua bản á, thì theo anh nghĩ là như vậy là có được không anh? Tại vì mẹ mà muốn đưa con đi thì tụi tôi đây hỏi Bảo Anh là có qua nước ngoài hay không, Bảo Anh nó không chịu đi. Thì giờ mẹ nó cũng sắp về nước nè để mà rước đi bảo lãnh đi qua bản qua nước ngoài á. Còn về cái việc mà Bảo Anh với là người mợ đấy anh, thì cũng nghe Bảo Anh nói là kể qua cái lúc mà bỏ bạn trai á, có quay về, nhưng mà thì có quay về hình như là cũng có một chút xích mích gì đấy với người mợ, thì anh có biết cái chuyện đó không? Thì tôi cũng biết nữa. Dạ, vậy là anh cũng biết, vậy là khi mà Bảo Anh trở về anh cũng biết là Bảo Anh có bị lừa, anh có biết cái lúc đó không? Biết luôn hả? Lúc đó là Bảo Anh kể hay là mình như thế nào? Bây giờ cũng nhờ mấy anh quay YouTube nè, cũng nhờ mấy anh đó. Dạ. Thôi tôi ở dưới quê tôi cũng biết đâu mà nó. Dạ. Tức có nghĩa là lúc mà Bảo Anh bị rồi trở về đó là anh không biết. Rồi khi mà anh em chia sẻ lên trên kênh mà lên cộng đồng mạng thì anh mới biết được cái tình hình của Bảo Anh. Và ngày hôm nay anh lên đây là cái mục đích mình đưa về Bảo Anh là mình muốn là mình đưa về là ở với người mợ hay là như thế nào anh? Giờ muốn về ở về với cậu nó, rồi vài bữa mẹ nó về nước nè. Rồi mình sẽ đưa con bé nó giao cho mẹ nó. Tức có nghĩa là Bảo Anh nếu mà về với anh là sẽ không ở với người mợ nữa. Đúng rồi. Vậy là quá tốt rồi anh em nha. Tại vì cái thông tin hồi lúc trước Bảo Anh nói là xin nhắc lại ha. Như là Bảo Anh đó là về ở với vợ anh á, thì vợ anh là như là đòi bắt Bảo Anh để gả đi nước ngoài mà con Bảo Anh không chịu, nó mới trốn đi. Rồi hỏi sao cậu lúc đó không ngăn cản, đó là cậu đi làm suốt rồi không có ở nhà, nên là con bé nó buồn, nó mới không biết chia sẻ vào ai, nên là nó mới cuốn gói nó đi. Nói chung cả cậu cũng đi làm chứ không có mà ở nhà chăm cho cháu, rồi thành ra mợ cháu sanh ra chuyện gì đó. Vậy là từ khi xảy ra chuyện mợ với người cháu vậy đấy, là anh có từng nói với vợ mình, có nói chuyện với vợ mình không, hay là về cái việc mà xích mích giữa người cháu với người mợ?
rồi cũng có nói để mình nấu với vợ mình mà cứ mợ cháu mà xích mích hoài. Ừ. Rồi cũng nghe Bảo Anh lúc mà bình thường á, Bảo Anh cũng tiết lộ là cũng có những lúc á là người mợ cũng có những hành động gọi là có khi là cũng có đánh đập nữa, và khiến áp lực cho Bảo Anh, mà một phần nào đấy cũng là hình như hiện tại bây giờ anh đã thấy trên kênh của các tụi em có chia sẻ, đó là cái tinh thần của Bảo Anh không ổn định cũng vì một lý do, đó là người mợ nữa. Mấy anh mà quay cháu người ở căn nhà quan đó quá bức xúc, nhìn nó tội nghiệp đó. Thì như là nói chung ra thì tụi tôi thì cũng như là thấy Bảo Anh á, thì coi như Bảo Anh cũng như là con cháu của tôi, như là thấy bé mới có 23 tuổi thôi mà như là thấy bé ở trong căn nhà quan vậy đó, mũi mồng đồ tùm lum tà la hết, như là bé như là có phải như là ở đó như là trong cái trạng thái bình thường thì không sao, mà trong trạng thái như là bé mà lúc này lúc khác anh. Nên là tụi tôi cũng như là hồi lúc trước thì ở công ty của tụi tôi như là có bán nước cốt nhà mà không gừng, thì cũng đưa con bé nó về nó ở chung với bé bèo ở đây, thì không biết làm sao, như là tụi tôi thì cũng đâu có theo dõi nè, bé nó ở kế bên được, tụi tôi còn phải đi làm công việc khác. Thì như là bé cứ tới sáng cái đầu ngủ với con bé bèo đó, xong cái đầu sáng bé xách giỏ bé đi, hoặc là bé đi mình không, nhưng mà đi thì tụi tôi gặp tụi tôi thì đôi lúc thì cũng nói chuyện cũng nghe, đôi lúc mà muốn mà tụi tôi nói vậy đó nó phản kháng, đầu quýnh tụi tôi luôn, lấy đồ chọi tụi tôi nữa. Rồi nó điện nè. Đâu là đâu anh à? Ủa ai nghe điện anh? Anh cái người hẹn mà đòi mà tiền chuột. Anh nghe đi. Bây giờ anh cho cái mà địa điểm đi. Sao hả? Thì tiền bạc nó chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Thì khi nào mấy đưa tiền, mấy đưa tiền. Vậy đi ha. Giờ anh giao người đi rồi tôi giao tiền cho. Rồi anh cho mà địa điểm đi. Thôi nha. Sao anh? Nói sao anh? Thì giờ nói mà tiền thì tôi nói là nói đầy đủ rồi, cho mà cái địa chỉ đi. Rồi đó nó trả lời sao? Thì nó nói không biết. Trời sao cái vậy? Là xong không? Như là nếu mà nó nói không biết chị rồi sao mà anh biết điểm nào? Bây giờ mình bấm mình gọi lại số đó thử anh. Anh bấm anh gọi lại số đó thử coi gọi được không? Không được rồi. Gọi lại thuê bao hả? Thuê bao rồi. Bây giờ nhưng mà cái số này hồi đúng giống như cái số điện thoại hồi chiều không? Đúng rồi. Mà nay điện lại không được, chắc cái này tôi nhờ mấy anh với mà bên phường giúp đỡ giùm quá. Dạ dạ. Có thể là bây giờ là vấn đề này là mình phải trình báo cho lực lượng chức năng người ta hỗ trợ mình. Tại vấn đề này nó cũng nghiêm trọng. Với lại bây giờ không biết là tình hình của ông Bảo Anh như thế nào. Thì thôi bây giờ là anh em mình lấy cái số điện thoại này cung cấp cho chỗ đó đi. Rồi cũng được. Dạ. Yeah.